Quý vị lắng nghe lời Chúa thứ năm tuần thứ 20 mùa thường niên, ngày 22 tháng 8 năm 2024, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương. Bài suy niệm của tu xá Đa Minh Củ Chi, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 22. Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc. Nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cổ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bây giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng, vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Trong đời sống thường ngày, đã không ít lần chúng ta được mời đi dự tiệc cưới của người thân quen hay bạn bè. Thông thường thì chúng ta rất vui vì được chung chia niềm vui với gia chủ. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã mượn dụ ngôn kể về vị vua kia mở tiệc cưới cho con trai mình. Nhà vua cho người đi mời, nhưng các vị khách được mời lại không đến tham dự với nhiều lý do khác nhau. Ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình mà tự khước lời mời của vị vua. Qua hình ảnh của những vị khách được mời dự tiệc mà lại không đến tham dự, họ đã từ chối vì đủ thứ lý do. Nào là đi thăm nông trại, người thì đi buôn, kẻ thì đi bắt các đầy tớ của vua để hành hạ và giết chết. Thái độ của các vị khách này cũng là thái độ của mỗi người chúng ta hôm nay. Mỗi ngày, chúng ta đều được mời gọi đến với bàn tiệc lời Chúa và Thánh Thể. Thế nhưng, những lo toan bởi công việc, nhà cửa, gia đình hay những bận tâm đời thường khiến lòng chúng ta không thể buông bỏ mà dành thời gian cho Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta phải hết lòng mến yêu, phụng thờ và dành vị trí ưu tiên trên hết mọi nhu cầu khác trong đời. Là Kitô hữu, mỗi khi tham dự thánh lễ hay cử hành phụng vụ, chúng ta đã chuẩn bị và tham dự với thái độ nào? Hôm nay là ngày lễ mừng Đức Maria Trinh Nữ Vương. Mẹ đã dành trọn cuộc đời dâng hiến cho Thiên Chúa. Mẹ đã đến dự tiệc cưới của con Thiên Chúa với tất cả tâm hồn. Mẹ mặc y phục lộng lẫy là một lòng tuân phục thánh ý Thiên Chúa và luôn làm đẹp lòng người. Lạy Chúa, sống giữa cuộc đời nhiều chông gai khiến chúng con nhiều khi không thể thanh thoát để yêu mến và phụng sự Chúa cho xứng đáng. Xin Chúa thứ tha và giúp chúng con luôn tin tưởng, tín thác vào bàn tay quan phòng của Chúa.
xin cho mỗi ngày chúng con được đến gần Chúa hơn, được hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn nữa. Amen. Lặng nghe tôi kể chuyện nước trời, tựa như ông chủ dọn tiệc